Rất vui khi các bạn đã quay trở lại trong bản tin tối hôm nay. Chúng tôi sẽ gửi đến những thông tin đáng chú ý. Nóng, hai người tử vong sau khi tiêm mũi 2 vaccine phòng Covid-19. Nguy cơ làn sóng dịch thứ 5 nếu buông lỏng cảnh giác. Dấu hiệu cảnh báo nặng với F0 tại nhà. Nhiều tỉnh tỷ lệ phủ vaccine mũi 2 thấp. Đồng Tháp, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ở Sa Đéc được phục vụ tại chỗ từ hôm nay. Bạc Liêu, tạm thời phong tỏa siêu thị Co-op vì có nhiều nhân viên dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đây, mời các bạn đến với những thông tin chi tiết. Nóng, hai người tử vong sau khi tiêm mũi 2 vaccine phòng Covid-19. Trưa ngày 24 tháng 11, Sở Y tế Thanh Hóa đã có thông tin bước đầu về vụ tai biến sau tiêm vaccine Covid-19 xảy ra tại huyện Nông Cống, Thanh Hóa, làm 2 người chết, 3 người đang phải cấp cứu. Theo Sở Y tế Thanh Hóa, ngày 23 tháng 11, Trung tâm Y tế huyện Nông Cống tổ chức tiêm chủng vaccine Verocell mũi 2 tại công ty trách nhiệm hữu hạn giày Kim Việt phòng Covid-19 cho công nhân, người lao động theo kế hoạch. Tất cả những người đăng ký tiêm chủng đều được cán bộ y tế khám sàng lọc đầy đủ, tư vấn về loại vaccine tiêm chủng lần này và các phản ứng có thể gặp phải sau tiêm chủng theo đúng quy định. Trong quá trình tổ chức tiêm chủng, đã ghi nhận một số trường hợp phản ứng sau tiêm, trong đó có 5 trường hợp xuất hiện triệu chứng nặng, được chẩn đoán phản ứng phản vệ sau tiêm. Các trường hợp này đã được Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống và lực lượng phản ứng nhanh của ngành y tế sơ cứu, cấp cứu ngay tại chỗ theo hướng dẫn chuyên môn và chuyển tuyến về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa điều trị. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã huy động tối đa các điều kiện về trang thiết bị, thuốc và nhân lực tốt nhất để cấp cứu, điều trị cho người bệnh. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng và diễn biến quá nhanh của phản vệ, nên có 2 trường hợp đã tử vong vào lúc 0 giờ 45 và 8 giờ 45 ngày 24 tháng 11. Ngay sau khi xảy ra sự cố, Sở Y tế Thanh Hóa đã chỉ đạo Hội đồng chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vaccine tại huyện Nông Cống và báo cáo Bộ Y tế xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời chia sẻ động viên gia đình có người tử vong và phối hợp cùng gia đình lo hậu sự chu đáo cho người đã mất. Nguy cơ làn sóng dịch thứ 5 nếu buông lỏng cảnh giác. Phó giáo sư Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho rằng, dịch bệnh đã trải qua giai đoạn đỉnh cao, nhưng tình hình dịch nhiều nước trên thế giới hiện vẫn căng thẳng. Việt Nam hoàn toàn không thể lơ là cảnh giác, ông Khuê nói tại Hội thảo bảo vệ sức khỏe thích ứng an toàn với dịch Covid-19 ngày 24 tháng 11. Theo ông Khuê, Việt Nam vừa trải qua 4 giai đoạn dịch, trong đó đợt thứ 4 là đợt đỉnh cao, căng thẳng với nhiều ca nhiễm tăng liên tục qua các ngày. Những ngày gần đây, số ca nhiễm mới vẫn còn cao với hơn 11.000 ca trên ngày 23 tháng 11, tăng hơn hôm trước. Đến nay, hơn 911.000 người đã khỏi bệnh, nhưng hiện cả nước vẫn còn hơn 5.200 bệnh nhân nặng. Các nhà khoa học ghi nhận vẫn có trường hợp tử vong dù đã tiêm vaccine với các biến chủng như Delta, Lambda, nên không thể chủ quan, ông Khuê nói. Phó giáo sư Trần Đắc Phu, cố vấn cấp cao Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Cộng đồng Việt Nam, nói rằng phải chấp nhận có người nhiễm trong cộng đồng, không thể có Zero Covid. Trên thực tế, chỉ Trung Quốc đặt mục tiêu Zero Covid, nhưng đang phải cân nhắc lại vì kinh tế tổn hại quá lớn. Theo ông Khuê, nhiệm vụ số 1 trong giai đoạn hiện nay là thực hiện nghiêm túc quy tắc 5K và các biện pháp phòng chống dịch. Tỷ lệ bao phủ vaccine đang được đẩy mạnh, thuốc kháng virus cũng đang được tăng cường. Ngành y tế đã và đang cố gắng đưa ra những chiến lược tối ưu. Mục tiêu cuối cùng của cuộc chiến là giảm tỷ lệ tử vong đến mức thấp nhất. Mọi người sẵn sàng tâm thế ứng phó nếu dịch bệnh bùng phát. Đặc biệt, các cơ sở khám chữa bệnh phải đáp ứng sẵn sàng, thích nghi 4 tại chỗ, nâng cao năng lực các tuyến, trang bị oxy, máy móc triển khai điều trị các bệnh thông thường bên cạnh Covid-19. Y bác sĩ phải được tập huấn, thực hành để ứng phó với đại dịch. Việt Nam đến nay trải qua 4 đợt dịch, trong đó đợt dịch thứ nhất từ ngày 22 tháng 1 năm 2020 đến ngày 5 tháng 3 năm 2020 với 16 ca. Đợt thứ hai từ ngày 6 tháng 3 năm 2020 đến ngày 22 tháng 7 năm 2020 với 399 ca. Làn sóng dịch thứ ba xuất hiện từ ngày 23 tháng 7 năm 2020 đến ngày 26 tháng 4 năm 2021 với 2.437 ca, chủ yếu do biến chủng Alpha. Đợt dịch thứ tư kéo dài từ ngày 27 tháng 4 đến nay với hơn 1,1 triệu ca nhiễm, chủ yếu do biến chủng Delta.
dấu hiệu cảnh báo nặng với F0 tại nhà theo hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho bệnh F0 do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 23 tháng 11. F0 hoặc người chăm sóc cần báo ngay cho nhân viên y tế quản lý khi F0 có một trong những dấu hiệu khó thở, thở hụt hơi hoặc ở trẻ em có dấu hiệu thở bất thường như thở rên, rút lõm lồng ngực, phập phồng cánh mũi, khò khè, thở rít khi hít vào. Nhịp thở tăng từ 21 lần mỗi phút trở lên đối với người lớn, từ 40 lần mỗi phút trở lên đối với trẻ em từ 1 đến dưới 5 tuổi, từ 30 lần trên phút trở lên đối với trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Độ bão hòa oxy trong máu ngoại vi SpO2 dưới 96% nếu đo được, mạch nhanh trên 120 nhịp trên phút hoặc dưới 50 nhịp trên phút, huyết áp thấp với huyết áp tối đa dưới 90mm thủy ngân, huyết áp tối thiểu dưới 60mm thủy ngân nếu đo được, đau tức ngực thường xuyên, cảm giác bỏ thắt ngực, đau tăng khi hít sâu, thay đổi ý thức như lú lẫn, ngủ rũ, lơ mơ, rất mệt hoặc mệt lả, trẻ quấy khóc, ly bì khó đánh thức, co giật, tím môi, tím đầu móng tay, móng chân, da xanh, môi nhợt, lạnh đầu ngón tay, ngón chân, không thể uống, trẻ có biểu hiện sốt trên 38 độ C, đau rát họng, ho, tiêu chảy, trẻ mệt, không chịu chơi, tức ngực, cảm giác khó thở, SpO2 dưới 96%, ăn hoặc uống kém. Nhiều tỉnh tỷ lệ phủ vaccine mũi 2 thấp. Theo Bộ Y tế, đến hết ngày 23 tháng 11, cả nước đã tiêm được 110 triệu liều vaccine, trong đó 67 triệu người tiêm mũi 1, 43 triệu người tiêm đủ liều. Bên cạnh những địa phương đã bao phủ mũi 1 cho tất cả dân số và đạt tỷ lệ mũi 2 cao, vẫn còn nhiều tỉnh thành tỷ lệ tiêm chủng thấp. Các địa phương đều phản ánh dù năng lực lớn, tiến độ bao phủ vaccine phụ thuộc vào việc phân bổ của Bộ Y tế. 23 địa phương đã bao phủ mũi 1 cho tất cả dân số trưởng thành trên 18 tuổi gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang, Hải Phòng, Kiên Giang, Đồng Tháp, Long An, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Bến Tre, Khánh Hòa, Sóc Trăng, Cà Mau, Bà Rịa Vũng Tàu, Đà Nẵng, Vĩnh Long, Bình Phước, Hà Nam, Hậu Giang, Ninh Thuận. 12 địa phương bao phủ mũi 2 cho 80% dân số trở lên gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, An Giang, Long An, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu, Hà Nam, Lạng Sơn. 4 tỉnh có tỷ lệ tiêm mũi 1 dưới 70% dân số: Thanh Hóa, Nghệ An, Sơn La, Quảng Bình. Còn 11 tỉnh có tỷ lệ tiêm mũi 2 dưới 30% dân số: Thanh Hóa, Đắk Lắk, Thái Bình, Nam Định, Quảng Nam, Thái Nguyên, Sơn La, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Tuyên Quang, Hà Giang. Sơn La là tỉnh có tỷ lệ phủ vaccine thấp nhất cả nước với gần 61% dân số tiêm mũi 1, 18% dân số tiêm mũi 2. Đồng Tháp, cơ sở kinh doanh ăn uống ở Sa Đéc được phục vụ tại chỗ từ hôm nay. Ủy ban Nhân dân thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp vừa có công văn cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố được buôn bán tại chỗ kể từ 5 giờ sáng hôm nay 24 tháng 11 sau 10 ngày ra lệnh cấm. Cụ thể, thời gian hoạt động hàng ngày được giới hạn từ 5 giờ sáng và kết thúc trước 21 giờ 00 phút hàng ngày. Để thích ứng với tình hình mới trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân thành phố Sa Đéc quy định trường hợp thành phố được đánh giá cấp độ dịch là cấp độ 1, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động bình thường. Cấp độ 2, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động không quá 70% công suất tại cùng một thời điểm. Cấp độ 3, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động không quá 50% công suất tại cùng một thời điểm. Cấp độ 4, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được bán mang đi. Các cơ sở khi bán tại chỗ phải bố trí khu vực giao nhận thực phẩm, đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch, trang bị đầy đủ nước rửa tay, xà phòng, dung dịch sát khuẩn, xem xét, tạo điều kiện cho người làm việc tại cơ sở được xét nghiệm COVID-19 định kỳ hoặc ngẫu nhiên, nhất là những cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có nguy cơ lây nhiễm cao, đồng thời phải có đăng ký mã QR và tổ chức quét mã QR cho người tham gia hoạt động tại cơ sở. Bạc Liêu tạm thời phong tỏa siêu thị Co-op vì có nhiều nhân viên dương tính với SARS-CoV-2. Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 23 tháng 11, Ủy ban Nhân dân phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu nhận được thông tin một nam nhân viên của siêu thị nghỉ ca được 2 ngày về quê thì bị dương tính với SARS-CoV-2. Ngay lập tức, Ủy ban Nhân dân phường 7 phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medicine và các đơn vị có liên quan tổ chức test nhanh cho hơn 155 nhân viên của siêu thị thì phát hiện thêm 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có một trường hợp là người nhà của nhân viên. Tổng số liên quan các ca dương tính với SARS-CoV-2 tại siêu thị là 11 trường hợp. Sau đó, Ủy ban Nhân dân phường 7 tiếp tục phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Bạc Liêu tổ chức lấy mẫu PCR cho tất cả nhân viên siêu thị. Trong thời gian chờ kết quả PCR thì siêu thị tạm thời đã bị phong tỏa. Vào tối cùng ngày, địa phương đã phát đi thông báo khẩn tìm những người dân đến siêu thị trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 11 đến ngày 23 tháng 11 ở khu vực quầy tươi sống và tiếp xúc bảo vệ thì liên hệ với trạm y tế gần nhất để được hỗ trợ phòng chống dịch tốt nhất.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin y tế xã hội mới nhất trong bản tin tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nội dung trên. Xin chào và hẹn gặp lại.